Ngồi đi, ô, sao hai chị em lại đứng dậy cả? Ngồi đi. Ôi, lên đoạn xuống rồi, em lại đây đứng cái đoạn luôn rồi. Thế nào. Trời ơi, đây là cá vàng, cá coi á, cá coi á, hình như cá coi, hồ cá coi á. À không, là cá chép vàng. Cá chép mà. Cá chép vàng. Kìa. 1, 2, 3, đi ạ. Bé đâu rồi? Bé đang đứng ngã rồi. Bé cũng đang quay kìa. Hình như xong cái này là hình như nó về xong ạ. Chưa. Nhiều thế à? Nhiều đến thế à? Đây em lấy góc mà đợi đợi con chụp ảnh em. Có, để em quay nốt cái video 5 phút này. Ừ. Con rùa hay con ba kìa. Ba ba. Đi đi đi. Cái mỏ nó dài ngoằng đi. Trời ơi, nó sọc vào lưng em. Đứng ra đi, đi ra đi. Đúng không? Đấy, nó bị bệnh đấy đấy. Ngồi nha. Anh quay có người là được rồi. Ừ. Để má đi nhỉ. Ô, xung quanh đồi núi khác. Đồi núi, xung quanh đồi núi đang một cái sông nó mát. Trời này cũng không mát nữa. Xe đi sợ gì, bây giờ lên Lào Cai rồi sợ gì. Sợ có tiền đi chứ còn. À bé đây có. Bé có số điện thoại bố mà. Bố đi bố thấy bố nhắn nhặn lên chứ. Bố xích bố lấy cái khóa, bố xích cái bánh xe lại chứ. Mấy
quay làm gì anh? Anh quay anh đăng YouTube. Anh làm YouTuber.